Rồi thì chúng ta tiếp tục xem nha. Thì mà tôi thấy một cái ví dụ thì nói đến CDM thật sự thì cái phần mà để mà theo dõi cái nồng độ nước thì không phải chỉ là đo cái con số, thì cái đó nó nói đơn giản vậy thôi. Nhưng mà có những cái mà theo dõi mình có những khi có những cái thuật toán, những cách tính rất là phức tạp. Thì trong cái phần theo dõi nồng độ nước trong trị liệu của kháng sinh thì cô Mai Hoàng sẽ nói về cái cách mà tính toán tính cả dữ liệu cho chị nó phức tạp hơn. Nhưng mà trong phần này chúng ta những cái gần như là đơn giản nhất để các anh chị dễ theo dõi để hình dung. Thì đây là cái thuốc Pacolinus. Cái này các anh chị chắc là chưa nghe qua đúng không? Thuốc này bây giờ nó cũng không có được sử dụng được đâu. Không phải là nó là thuốc chống tạng ghép. Thì thường là có ghép tạng thì nó mới sử dụng. Nên là không phải là chỗ nào cũng sử dụng, nó tương đối là cái chỉ định của rất là dày dặn. Thì đối với thuốc chống tạng ghép thì có nhiều thuốc, nhưng mà có đây là những cái thuốc mà người ta là khuyến cáo là theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu cyclosporin, tacrolimus, serolimus và cái bicoprolactam. Thì cái này cũng cái này thì nó được khuyến cáo là theo dõi nồng độ thuốc trong trị liệu. Và cái lý do đầu tiên đó là nó là thuốc có khoản trị liệu hàng, nhớ ra là nó nằm trong cái danh sách những thuốc có khoản trị liệu hàng. Tuy nhiên bên cạnh cái lý do là nó có khoản trị liệu hàng thì nó có một số lý do khác. Thì các chị cũng nhớ được tổng hợp lý do tại sao mà nó được khuyến cáo hay gặp nồng độ trong trị liệu. Thì đầu tiên khi mà nói đến thì mình đã tập trung một thuốc trong cái phôi, đó là cái tacrolimus. Thì trong bốn cái thuốc này các chị nhớ cái cyclosporin, cái cyclosporin thì cái tính ứng dụng của nó rộng hơn. Tacrolimus, serolimus thì người ta lấy mẫu máu toàn phần để mà định lượng. Và cái bicoprolactam thì nó lấy huyết thanh và huyết tương. Các chị lý do tại sao các chị đoán thử thì nó không bị ảnh hưởng bởi đông áp ức chế cái bạn bicoprolactam, cái nào nó cũng ức chế hết, cái nào nó cũng cái còn ức chế miễn dịch hết. Lý do tại sao các chị cái này về mặt dụng độc thôi, nó mới dị lượng. Tại sao cái dưới người ta lấy huyết thanh huyết tương và cái trên này lấy máu toàn phần, còn lấy huyết thanh huyết tương các chị? Mình cần suy nghĩ một cách rất là đơn giản thôi, đừng tự nhiên chúng ta hết hết kìa. Nó gắn vào, đúng rồi, nó gắn vào tế bào máu. Nếu như vậy chúng ta cái tương thì nó không có định lượng chính xác được. Và nó gắn nhiều vào cái tế bào máu, đặc biệt là tế bào hồng cầu có gì ha. Thì đây, cái này là mình chỉ thấy ra là nếu như mình lấy máu, nếu mà tương bỏ hết tế bào máu đi rồi thì mình đo được lượng. Nó sẽ không phải chính xác trong bộ. Như vậy thì các chị thấy là bicyclosporin thì nó không có gì muốn muốn cái tăng phát vào trong hồng cầu. Tacrolimus thì nó với khá cao, serolimus thì nó tới 95%, có nghĩa là nó gắn kết nhiều với hồng cầu. Nó dễ tắt, thì vừa gắn kết với protein huyết tương, vừa gắn kết với hồng cầu và nó có sự chuyển đổi qua lại. Do vậy thì mình đã đảm bảo được mình phản ánh chính xác nhất thì người ta lấy máu toàn phần. Gắn chính được nhưng mà nó không hết. Mà riêng bicoprolactam thì nó chỉ chủ yếu trong huyết tương thôi. Như vậy thì mình không có cần, mình không cần lấy tế bào máu. Mà đối với serolimus, serolimus thì đó thì lấy hết toàn bộ luôn. Thì như vậy các chị nhớ ha, là tùy theo cái thuốc thì mình cái vị trí gắn của nó, cái tính chất dược động của nó là mình sẽ lấy mẫu cho nó phù hợp. Thì giờ nói thêm chút xíu về cái thuốc này. Cái thuốc này thì các chị khi mà các chị tra cứu trên mạng đó, bây giờ cái tài liệu thì các chị thấy là một cái SK506 là cái mã ban đầu khi người ta nghiên cứu và sau này người ta dùng, có thể là dùng cái này luôn. Và nó là một cái dẫn xuất macrolide. Macrolide là cái giống gì các chị? Kháng sinh, đúng rồi, là cái cách cấu tạo của nó giống như là cái kháng, có một phần giống như kháng sinh giống macrolide. Và cái nguồn gốc của nó thì nó mà người ta thấy được là cái chất này nó được ra đấy là một cái loại nấm mà nó có trong đất đó. Xin lỗi là đó là cái loại là streptomyces. Cucurbitacensis, cái tên của nó là tự học là như thế này. Thì nó thì mình thấy nó tiết ra các bạn, nó tiết ra cái chất này, cái chất SK506 này. Và mặc dù là nó cái cấu trúc là một phần giống macrolide nhưng mà nó lại không có tác dụng trang kháng khuẩn mà nó lại ức chế miễn dịch. Thì nó thấy là các vi thử đủ cái mô hình từ trên đó.
động vật từ trên tế bào đó, thì rõ ràng là nó có cái tính là ức chế miễn dịch. Và đó được sử dụng trong cái ghép tạng. Thì cái tên này ở đâu ra? Cái tên này ở đâu ra các chị ha? Tại sao mà có cái chữ tạng polymus này? Thì chắc là sợ mỗi cái tên thuốc hay là một cái tên gì đó thì nó sẽ có những cái nguồn gốc của nó khác nhau. Thì ông nào sáng tạo ra hay là từ đây là cái lý do gì đó, các chị biết là mỗi cái thì nó có câu chuyện của cái tên. Thì cái tên này cũng vậy, thì nói với mình thì biết là tại sao mà ra cái tên này. Các chị thấy là cái sucubensis này là cái tên của tinh chi dưới cái nấm này. Thì người ta lấy cái chỗ này, người ta lấy là sucuba. Rồi, nó họ ma phối. Rồi, bây giờ còn và nó có tác dụng ức chế miễn dịch. Vậy là cái chất ức chế miễn dịch tiếng Anh là immunosuppression. Có nghĩa là một cái chất ức chế miễn dịch họ mang polyp và lấy từ cái đống này thì là nó ghép T. Đây nó ghép acro. Rồi xong rồi ở đây đặt ly. Cái mới sẽ là immunosuppression này đâu đây nè. Có nghĩa là ghép cứ chút ra cái này. Thì là phổ thông nó lấy chút vài chữ được đây. Để lấy cái đó để chữ và nó đẹp đẹp. Có nghĩa là cái chữ đó là học và nó chừng chung hết vậy không? Thì đó là từ cái kể là từ cái tuy cái này nó ra là ta polymus. Rất là khó mà mình có thể hình dung được. Nhưng mà nó là cái chữ đó từ đây nó ghép hơn chút. Có nghĩa là một chất ức chế miễn dịch họ mang polymus từ cái nấm là sucuba. Thì đây là mang cái dạng đó. Thì kể cho các chị em để cho các chị đỡ buồn ngủ hơn với cái chuyện này đó, cho kể các chị vui thôi. Thì có một bác sĩ nói với bệnh nhân là tôi có một tin vui và một tin buồn cho anh. Anh muốn nghe tin nào trước? Thì anh bệnh nhân nói là thôi bác sĩ nói cho em biết tin vui đi. Các chị đoán thật ra cần nghe nghe chuyện chưa các chị? Chưa. Chưa. Thế là bác sĩ nói là cho anh biết tin vui là tên của anh sắp đặt cho một căn bệnh. Rồi như vậy các chị hiểu tình buồn là gì rồi các chị ha? Thì nói sao mà bệnh nhân là tự hiểu là cái tình buồn chiếc khoe là gì rồi? Thế là như vậy, mỗi cái là cái gì thì thường là người ta đặt cái tên nó sẽ có một cái nguồn gốc gì đó. Thì cái ra phương thức này nó là cái nhiều cái chữ khác nhau, không phải là tên một người. Thì cái ra phương thức này thì đầu tiên nó sử dụng là trong ghép tim, gan và thận, chủ yếu là ghép thận. Thì sau này nó mở rộng ra ghép tim, phổi, rồi cũng như là ghép tế bào gốc vân vân. Thì nó có mọi chỉ định nhưng mà thường ứng dụng nhiều nhất vẫn là trong ghép thận. Và dĩ nhiên thì trong đối với cái đề tài ghép này thì nó rất là phức tạp, nhưng mà chỉ là nhưng mà khi mà chúng ta đề tài ghép thì các chị có chỉ cái thuốc này không mà bao giờ cũng có kèm một cái quỹ và có thể là phối hợp 2-3 thuốc chống lại ghép. Ví dụ như người ta sử dụng tacrolimus phối hợp với metoclopramide và kèm cặp thì tôi sẽ biết thì nó sẽ có những cái tác dụng rất là cụ thể. Nhưng mà đối với cái thuốc này thông thường là phải theo dõi rằng một thuốc rất là chặt chẽ. Cơ chế tác động của nó thì có một cái đơn giản thôi, đó là nó ức chế limbo, cái ức chế interleukin 2 và các cytokine khác. Thì các chị thấy đây là cái FK5-6 nó gắn với cái protein gắn kết FK5-6 và nó ức chế cái chuỗi phản ứng của calcineurin để tạo thành cái interleukin 2 và các cytokine khác. Ở đây các chị, đây là ức chế cái chuỗi phản ứng tạo interleukin, đây là những cái chất điều hòa miễn dịch, vì đó là ức chế miễn dịch. Và nó trong trường hợp thì các chị biết là khi mà mình ghép với các bạn thì cái cơ thể hệ miễn dịch của mình nó sẽ tự động, nó sẽ thải ghép, nó sẽ thải cái đào thải cái ra rồi, thì là mình ức chế cái chất trung gian interleukin vân vân. Thì nó và những cái tế bào liên khô thì nó sẽ ức chế quá trình đó và để các bạn có thể nó tồn tại trong cơ thể. Thì có chuyện thường là không có ít cái ghép nào mà không phải chống dùng, nếu như không dùng trong cái ghép thì tệ lắm, không phải dùng những cái thuốc cọt thì có ít gì ha. Còn cái không có ghép nào mà nó suôn sẻ và mình coi như là xong rồi, là mình không còn phải với cơ thể mình là có nhiệm vụ nó tự động nó đào thải những cái phần lạ không phải do cơ thể ở bên ngoài. Do đó thì người ta sau này thì người ta chấm nhiều những cái ghép tế bào gốc lên chị. Cái tế bào gốc thì lấy cái tế bào gốc của cơ thể và ghép về cơ thể thì cái khả năng nó tạo ghép nó sẽ thấp hơn. Nếu như mà lấy một cái tạng từ cái cơ quan khác, mặc dù là các chị thấy là ghép được thì là bao nhiêu
thì cái bạn nó mình nó sẽ cái khả năng cái cơ quan mà ghép cái khả năng hoạt động của nó cũng sẽ giảm cái hiệu quả theo thời gian, và cái thời gian là ghép thì nó cũng không có dù dài lắm. Cái trường hợp lý luận đó thì ghép thận thì được bao nhiêu năm cho chị lý luận á? 10 năm có những trường hợp nhiều hơn 20 năm cũng có, nhưng mà rất là ít khi, nhiều là chừng vài năm thì do là tác dụng phụ của thuốc, do cái cơ thể cái sự tái ghép tự nhiên của cơ thể thì cái tạng của nó nó sẽ không hoàn toàn hiệu quả nữa. Thì đây là tổng thể đây là nói thuốc chống tái ghép, thì bây giờ trước khi mà mình dùng nó thì mình phải nắm rõ cái thông tin về nó, thì các chị phải biết qua về những cái tác dụng phụ của thuốc để mình biết là à như vậy thì mình dùng cái này là do phản ứng của thuốc hay là do cái phản ứng sinh lý. Thì các chị thấy là nó có rất là nhiều cái tác dụng phụ. Thì cái đặc biệt nhất đó là cái tổn thương thận. Nó dùng cho cái thuốc nó ghép thận, nhưng mà nó là đặc biệt riêng bản thân nó là gây tổn thương thận. Và đúng là gặp trên 50% bệnh nhân và không hồi phục. Thì do đó cái này là cực kỳ quan trọng. Như vậy thì mình khi mà mình dùng mình không biết là cái thận ghép là nó do là nó hoạt động kém hay là do cái thuốc tác dụng phụ làm tổn thương, như vậy mình không biết. Thì do đó là đối với cái này thì cực kỳ là mình phải theo dõi xác định được là cái nguyên nhân suy thận hay là thận nó không có thận ghép, nó không có ứng là do cái nào. Chị thấy là có thể dùng cái này là nồng độ những cái ví dụ các chị thấy là cái độ nồng độ creatinine huyết tương nó đang rất là cao, như vậy thì mình không biết là do là cái chức năng thận nên cái thận ghép nó không hiệu quả hay là do cái tác dụng phụ của thuốc nó làm giảm cái chức năng thận, thì mình phải theo dõi nồng độ thuốc. Thì ngoài ra có nhiều cái tác dụng phụ khác, ví dụ hôn mê, tê sản, đau đầu, rụng tóc, nhạy cảm ánh sáng, rất là hàng loạt cái khác, rồi có thể là tăng đường huyết, có thể tăng cali huyết vân vân, và có thể có những cái trạng chất dịch vụ mê sản như vân vân như là viêm trung ương, rồi có thể là tăng nguy cơ ung thư da, tổn thương tế bào bạch cầu, rất là nhiều độc tính. Như vậy đây là cái lý do thứ hai, thứ nhất là chị nhớ ha, như vậy là do là chúng ta cali huyết thì đầu tiên các chị phải nhớ là đó là cái gì, lấy mẫu máu ở đâu. Cái thứ hai là tại sao mình cần phải làm TGA của thuốc này. Thì lý do thứ nhất đó là uống có khoảng trị liệu hẹp. Ông anh chị, lý do thứ hai nó có quá nhiều các dụng cụ và độc tính. Và chính vì cái các dụng cụ và độc tính này mà mình sẽ phải cần phải một cái lý do để mình theo dõi cái nồng độ thuốc đó để mình đảm bảo là hạn chế được tối đa những cái này. Và cái thứ ba mà mình lý do mà làm TGA đó là tương tác thuốc. Các chị nhớ là ba lý do mà mình phải làm theo dõi nồng độ tacrolimus trong trị liệu. Thứ nhất là phải trị liệu hè, thứ hai là nhiều độc tính, thứ ba là tương tác thuốc. Như vậy thì tương tác thuốc như thế nào? Các chị biết cái đó chuyển hóa qua hệ thống cytosol 3A. Đây là cái thuốc chuyển hóa vào cái này. Thì phần tương tác thuốc là chị học rồi đúng không? Học và thầy Dũng rồi, học cái phần cơ bản thì mình học rồi. Và sắp tới là chị thực tập dược lâm sàng, một cái đặc dược lâm sàng thì đại học rất là tưởng về cái này, cả về lý thuyết và thực hành luôn. Nhưng mà các chị thấy là những cái thuốc cái chuyển hóa của hệ thống này thì mình sẽ sợ cái vấn đề nó sẽ có tương tác với những cái chất cảm ứng hoặc ức chế gan xin cùng chuyển hóa chuyển hóa cái cytosol 3A này. Cái cảm ứng với ức chế gan xin các chị nhớ không? Nhớ không các chị? Thuốc cảm ứng gan xin khi dùng chung với một cái thuốc mà chuyển hóa gan xin đó thì nó sẽ làm gì các chị? Giảm nồng độ thuốc, thuốc ức chế tăng nồng độ và tăng độc tính, đúng rồi. Như vậy thì các hai trường hợp này đều là không có thuốc. Các anh chị thấy hàng loạt cái ví dụ như cái thuốc là tăng nồng độ tăng cholinus chính là những cái thuốc mà ức chế acid cytosol 3A, ví dụ kháng sinh nấm macrolide nè, kháng nấm azole. Ví dụ kháng nấm azole cái gì các anh chị nhớ biết không? Ketoconazole, đúng rồi, ketoconazole vân vân, rồi kẹt kem canxi, bisoprolide, metoprolide, propionate, cyclosporine, epinephrine, estradiol, oxandrolone, đó là những cái thuốc. Những cái thuốc này các anh chị đã biết qua chưa? Cái thuốc nào mà không biết qua không các anh chị? Đi qua ha. Kẹt kem canxi các anh chị học chưa? Rồi. Rồi. Thuốc hạ áp ha, ví dụ. Ribanolone. Kẹt kem canxi kể thêm một cái thuốc. Bây giờ nó có hai cái nhóm với nhóm tác dụng trên tim, cái trên mặt. Vì kể cái nào cũng được. Chết rồi, ngu rồi. Câu hỏi cái này các chị, còn ba lô thì lộn rồi, ba lô lên quay nhẹ cho ta rồi. Đúng rồi, cái dạng đi rồi, đi mô đi
ức chế trong đồng con, đúng rồi. Rồi, những thuốc có thể làm giảm lòng bàn tay Hollywood là những thuốc cảm hứng nhắc tin, cạp tamazepin, phenobarbital, hay tự nhiên là những thuốc chống động kinh. Rifampin, thuốc gì các anh chị? Virus hả cô? Nóng thuốc gì cho anh chị? Cái này nóng cái thuốc mà kháng sinh mà chị lao á, nhắm là Rifampicin á. Rồi, sang cho một bài là một cái thảo dược ở mình không có, nhưng mà cái nước ở mình sử dụng rất là nhiều, dùng trong cái thuốc mà dùng ăn hòn á. Và cái này nó hay nói tương tác đó, nhưng mà của mình thì không có. Thì những cái thuốc này nó có thể là nó cảm ứng enzyme, nó làm giảm nồng độ tăng polyphos. Thì các anh chị thấy là cái rất là nhiều tương tác thuốc, thì do đó là mình cần rất là thận trọng khi mà mình sử dụng, mình cần phải theo dõi nồng độ. Thì hiện giờ thì trên thị trường nó cái việc dược các anh chị được quan tâm đó, tại vì phải bất trọng cả cái hình thôi. Thì nó có ba cái dạng hồi chế. Cái dạng thứ nhất đó là dạng kem bôi, cái dạng thứ hai là dạng vi, có ba hàm lượng là 0,5 1 và 5 mg, và dạng thứ ba là dạng pin tổng 5 mg trên xí lít. Thì hai cái dạng sau này đấy là cái dạng để mà mình theo dõi nồng độ, còn cái dạng bên ngoài thì nó không có gì nữa. Và thường bên ngoài thì nó lại tương đối là nó khá phổ biến, là như vậy dùng một thuốc các bệnh viện mình có hết, dùng trị bệnh gì các anh chị? Viêm da cơ địa, viêm da thì nó cũng không hẳn có viêm da, thì bẻ nến đúng rồi, cũng phải nến với bạn, người ta nghĩ là bệnh tụy mệt á, thì thường các bạn sử dụng trong những trường hợp đó. Rồi thì cái này các anh chị thấy là nó là cái liều dùng của nó rất là khác biệt. Thì ở đây coi nha, các anh chị thấy ví dụ như là nếu như dùng được tiên thì cái liều đối với ghép tiên đó là 0,1 mg trên ký một ngày, nhưng mà đối với ghép gan họ có liều của nó là 0,35 ký một ngày, thì phải gấp tới 30 lần cái liều, nó khác biệt rất là nhiều. Và đường uống thì chia là các chị thấy là có cái liều của nó cũng rất là thay đổi. Ví dụ như là ghép họng mà 0,2 mg ký một ngày, ghép gan thì thấp hơn một chút, ghép tiên thì cái liều rất là nhỏ hơn rất là nhiều, nhưng mà liều nó thay đổi, cái sự thay đổi là liều rất là nhiều tùy ghép tiên quan. Ủa sao vậy cô? Ông phải tùy cái mức độ mà ghép của nó thôi, khả năng thải ghép của cơ quan. Thì tại sao xài trong tim thì mức thì cái liều nó nhỏ hơn so với gan thận là nhiều? Không, cái khả năng cái này là tùy cái khả năng thải ghép của cơ quan thôi. Người ta nhìn cái này thì mình có thử nghiệm lâm sàng, mình có thấy được là cái liều này là nó đủ chống thải ghép rồi. Thì ra thì tùy theo cái cơ quan, cái này mình gọi là giải thích. Mà cái cơ chế thì không có cơ chế cụ thể, nhưng mà ví dụ mình có thử nghiệm lâm sàng, người ta thử ra thì người ta thấy với cái liều này thì cái khả năng thải ghép là nó đủ khả năng thải ghép như thế này. Thì các anh chị thấy là nó có thay đổi rất là nhiều về liều. Về dược độc hóa học thì cái chuyện này là sinh cá dụng của nó là tương đối là cái liều dùng đường cũ, sinh cá dụng nó tương đối là thấp. Thì có là 17% đối với người ghép họng và người ghép gan 2.6%. Và thức ăn thì nó làm giảm cái cả nó làm ảnh hưởng đến sự hấp thu, nó giảm calcium và sơ mắt cả người bạn. Và người tình nguyện phế mỏng nó kéo dài, cái tim mắt lên, có nghĩa là thời gian đạt vào một lần nó kéo dài ra, nên thì là có sự tương tác thức ăn. Do đó nếu dùng đường uống thì mình tránh dùng chung thức ăn, nó đảm bảo là nó đạt cái nồng độ như mong muốn. Về phân bố thì các chị thấy rồi, nó phân bố, nó phân bố gắn gì với protein huyết tương, tuy nhiên thì nó cũng phân bố với máu toàn phần, và nó phân bố với nó gắn kết nhiều yếu tố và cái hồng cầu, nó có sự chuyển đổi qua lại các chị ha. Thì người ta thấy là trong cái nghiên cứu về tỷ thì tỷ lệ này là cái tacolimus trong máu toàn phần so với trung bình là 35, có nghĩa là nó nằm, nó gắn kết, cho thấy là nó gắn kết nhiều cái hồng cầu. Các chị thấy là trong độ máu toàn phần so với huyết tương không thì nó gấp 300 lần. Do đó thì khi mà bình thường thì mình lấy một máu toàn phần bình thường thì các chị nhớ là cái điều quan trọng là nó gắn kết nhiều cái hồng cầu, do đó mình lấy máu máu toàn phần. Và thế thì trong huyết tương thì nó cũng gắn kết với lượng khá cao, và nó có sự chuyển đổi qua lại gắn kết cả hai là vừa hồng cầu và vừa cái huyết tương luôn. Và do đó thì mình nhớ là mình lấy một máu toàn phần bình thường. Về chuyển hóa thì cái này đã chuyển hóa lên từ đó rồi, là qua hệ thống T450 cái hàng 3A. Và do cái đặc tính này thì nó có tạo nhiều chất chuyển hóa khác nhau, tới 15 chất chuyển hóa khác nhau và các tương tác rất là nhiều. Thải trừ thì nó một phần nhỏ nó sẽ trừ qua cái tiểu, cái dạng như
chưa phụ huynh, tôi nhắc lại ha, có ba lý do đó rồi. Thứ nhất, phản trị liệu hè. Thứ hai, thì những tác dụng nhiều độc tính, tác dụng phụ. Thứ ba, nhiều tương tác thuốc. Và thứ tư là có biến thi dược đồng hợp rất là lớn của các cá thể. Thì các chị coi cái bản này, hình như cái này nó hơi mờ nhưng mà các chị nhìn. Thì các chị cứ nhìn cái cột, thì coi cái cột AOC thì nó dễ, có nghĩa là cái nồng độ, cái lượng thuốc. Cái AOC là hiểu cách đơn nào đó là lượng thuốc nó có trong cơ thể thì nó dễ hiểu đúng không các chị? Nó là diện tích dưới đường cong, nhưng mà thực ra là cách đơn giản đó là cái tổng lượng thuốc trong cơ thể và có thể được chính xác. Như vậy thì mình coi những cái đối tượng bệnh nhân khác nhau, thử xem là cái con số này như thế nào. Thì các chị thấy nó dao động bây giờ là tương bừng giữa các cá thể luôn. Và các chị thấy ví dụ như là trên người bình thường khỏe mạnh, ở đây sẽ chị ha, và đây là cái bình thường có được dùng pin, được dùng uống. Ở đây bệnh nhân ghép thận thì ở đây là mình có được dùng pin, được dùng uống hai cái hàm lượng khác nhau. Bệnh nhân ghép gan, bệnh nhân ghép tim, thì các chị nhìn cái con số nó hoàn toàn các chị dùng cái cuộc AOC này, có nghĩa là cái lượng muốn nó trong cơ thể nó hoàn toàn nó thay đổi rất là lớn giữa các cá thể, giữa các cá thể bình thường ghép tim ghép gan gì nếu như là mình dùng cái muốn thì cái nồng độ của nó gần như là rất là khó dự đoán được một cái cá thể. Và cùng lại các chị nhìn cái số thứ hai, ta nhìn cái số cộng trừ ở đây, các chị nhìn ha là đã ok. Các chị thấy ví dụ ở đây nè, 2.3300 cộng trừ 2.130. Các chị thấy là hoặc là ở đây bệnh nhân ghép thận, ở đây là dùng cái liệu tim tĩnh mạch, con số là 294 cộng trừ 262. Các chị thấy là trên mấy người cái dao động nó rất là lớn, cái con số này là con số trung bình thôi. Các chị thấy cái cộng trừ đó, cái gọi là chuẩn nó càng nhỏ thì chứng tỏ là nó ít dao động. Còn cái này là con số này đó là rất là lớn, cộng trừ hai cái đầu rất là lớn, có nghĩa là trong cái quần thể đó mình đo 10 người thì 10 con số nó khác nhau chứ trời. Mình biết cái con số trung bình tổng thôi, nhưng mà 10 em này là coi như là cái con số nó chạy dài rất là dao động. Mình biết thêm gì đồng hồ nó khác rất là lớn, cái đồng hồ của nó rất là dễ như cái người mình bút trên cơ thể của nó rất là dao động, các cái thể khác nhau. Như vậy thì mình không thể nào mình dùng gần con số chung, ví dụ là đây là bệnh nhân này dùng cái liều này cái nồng độ nó sẽ khoảng này, như vậy thì đáp ứng mình không có dự đoán được, bởi vì dùng cùng cái liều này thôi cũng có lượng đường là ví dụ cái đó là 0.2 mg trên ký một ngày, hay là tiền tinh bạch là 0.2 mg trên ký trong 12 giờ thế này. Thì cùng cái liều đó tôi cho các bệnh nhân ghép thận này cũng cho cái liều tính theo ký, thì anh này là cái nồng độ nó chút xíu này, anh này cái nồng độ nó cao cao khó như thế này, thì như vậy nó rất là khó. Nếu như tôi dùng cái liều đó tôi nói tôi dùng liều như vậy được rồi, nhưng mà đáp ứng thì các anh này đáp ứng tốt, các anh kia thì phải ghép hoặc là khóa liền, bởi vì nó dao động rất là lớn. Đó lý do thứ tư cho chị nhớ là nó dao động, nó biến thiên dự động học rất là lớn như các cá thể, và do đó là mình không thấy áp mỗi người khả năng tính chung cho tất cả mỗi người mình không phải đo. Với cái điều đó anh này là ví dụ từ điều đó đồng hồ là một, cũng có điều đó thì khác là đồng hồ là ba chẳng hạn, thì mình phải đo từng người, bởi vì đối với thuốc này biến thiên dự động học rất là lớn. Vậy là bốn lý do các chị ha, bốn lý do tôi nhắc lại. Lý do thứ nhất là phản trị liệu hè, thứ hai độc tính nhiều, thứ ba là tương tác rất nhiều, và thứ tư là biến thiên dị động học rất là lớn giữa các cá thể, giữa các đối tượng bệnh nhân khác nhau rồi, và giữa trong cùng một đối tượng bệnh nhân ghép cùng cơ quan nó cũng biến thiên rất là lớn. Mình không thể rất là khó là dự đoán dựa vào cái liều chuẩn thông thường trong các tài liệu. Thì do đó là mình đối với cái thuốc này là vấn đề rất đặt theo là rất nhiều lý do phải theo dõi nồng độ thuốc trong liều. Rồi, như vậy thì đó là mình đã thông tin chung thuốc. Bây giờ tiếp theo là mình đi cụ thể một cái quy định là chúng ta làm như thế nào, đánh giá như thế nào. Thì nói lại là nó thực ra là bệnh nồng độ trong máu, và mình do cái gắn rất nhiều cái hồng cầu, thì do đó thì mình cần phải máu là không. Rồi, thì đối với một thuốc thì bao giờ các chị cũng phải có một cái khoảng trị liệu. Khoảng trị liệu thì nó là chị thấy là ở đây là áp dụng cho bó cực phẩm và liệu của nó. Quy định đó là thôi xin hỗ trợ đây rồi là cái khoảng trị liệu chung, có nghĩa là nồng độ thuốc mình lấy nó phải nằm trong cái khoảng này, đó là 10
đâu. Cái nồng độ của nó ghép thận thì khoảng 5-15 mg/ml trên 1 lít và ghép cơ quan khác là 5-20. Cái đoạn sau thì đa số các loại ghép đã giảm xuống, có nghĩa là lúc này thì tương đối là nó đã ổn định rồi thì mình giảm cái nồng độ xuống xuống. Tôi nhắc lại ha, cái con số chung á là 5-20. Nhưng mà chỉ là hai giai đoạn, giai đoạn đầu khoảng là 5 giữ ra con số này, giai đoạn sau là khoảng 5-10 nữa là khác sau. Tuy nhiên đây là con số cũng không phải là hoàn toàn là nhất định, vậy thì mỗi cái tùy theo cái máy móc dụng cụ thì mỗi cái loại máy và hóa chất thì nó lại sẽ thay đổi các bạn cái người. Thì cái này cũng vừa rồi cho chị thấy, ví dụ như là cùng cái xét nghiệm đó, cho anh chị đi thì bệnh viện này thì các cái ngưỡng ở trong khoảng đó, cái ngưỡng bình thường đó, nó thay đổi thì nhưng mà nó cũng thay đổi trong cái giới hạn nhất định thôi, thay một chút xíu, nhưng mà giữa các máy móc khác nhau thì nó sẽ có cái do cái thuốc hợp nó khác nhau, cái phương pháp tiến hành nó khác nhau, thành ra là cái khoảng nó sẽ thay đổi từ theo cái loại máy. Thì ở đây tôi lấy một cái ví dụ như là ở chợ rải chẳng hạn, thì tùy theo cái bộ máy của họ là bộ cái phương pháp mà cái giai đoạn đầu đó là từ 8-13 nanogram trên lít, và giai đoạn sau là thấp hơn là 4-9, thay vì cái chung là 5-10. Thì giai đoạn cái đầu kia là 5-20 thì cái người ta lấy giai đoạn đầu là 8-13, giai đoạn sau là 4-9. Rồi một cái nữa là các chị đo lấy nồng cái mẫu lúc nào giờ biết, hay là lấy mẫu nhưng tôi nói là lại là mình không có lấy mẫu đại lúc nào cũng được. Và mình lấy ở đây thì cũng là nên lấy ở trạng thái là ổn định, có nghĩa là 5 nồng trên 1/2. Thì cái thuốc mình là ở đây 5 nồng cái thời gian đó phải của thuốc là khoảng 2-3 ngày sau khi dùng thuốc thì mình lấy nồng độ mình đo. Và mình lấy ở đây thì mình lấy cái nồng độ đấy, các chị nhớ ha. Ở đây tôi nói thêm chút xíu về cái nồng độ mình lấy. Đối với một cái thuốc như là các chị thấy là bản thân tôi nói là lấy cái chẳng là ổn định, rồi cái này là mình đồng ý rồi. Mình sẽ có cái khoản trị liệu, ở đây là đáy, mình mong muốn là đây là đáy. Đây là và đây là cái khoản trị liệu mình mong muốn là cái thuốc của mình, một cái thuốc nó đang sẽ nằm trong một cái khoản ổn định, và cái khoản ổn định thì nó nằm trong khoản này. Và người ta thường người ta đo là độ đỉnh làm gì các anh chị? Đo là độ đỉnh để làm gì? Độ đỉnh để sợ nó vượt quá liều, sợ nó quá liều đúng rồi, sợ cái đỉnh nó vượt qua cái khoản này, vượt qua thì chỉ như hiệu quả điều trị có thể nó cao hơn nhưng mà có thể nó rơi vào cái lọt đỉnh. Còn đâu có được đấy là gì các anh chị? Sợ không đủ liệu được chạy. Sợ nó không đủ. Thì cái khoản cái liệu này nó nằm từ đấy mà khi nó dưới cái khoản thì liệu nó đấy mà nó nằm, nó rơi xuống cái khoản cái liệu bình thường thì sợ nó không đủ hiệu quả điều trị. Thì đó là cái bình thường. Thật ra là có thể là đo đấy và định. Tuy nhiên thì đối với một số trường hợp nó cũng có cái sự khác biệt. Không phải lúc này tôi lấy ví dụ là cái dụ như là kháng sinh giống Amoxicillin, giống Tamiflu, Clofazimine, Amikacin gì đó. Người ta đo cả hai. Người ta đo có cái khoảng cái nồng độ đỉnh. Các chị em và đồng thời người ta đo cái nồng độ đáy luôn. Thì cái nồng độ đáy trong đây, cái mục đích trong cái kháng sinh này thì đo ngoài cái chuyện nó nằm trong giới hạn trị liệu, nhưng mà cái quan trọng hơn đó là tránh cái độc tính, ngăn ngừa độc tính. Bởi vì kháng sinh nhóm này nếu như mà nồng độ đáy thì đây là cái nọc của đấy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều liên quan đến độc tính. Ví dụ đây là cái nọc của đấy nó nằm trên cái ngưỡng cực giới quốc tế là như là 4 nanogram/ml đó, thì cái khả năng độc tính họng chúng ta càng cao hơn. Nọc của đấy nó thấp xuống dưới này thì cái khả năng độc tính trên cơ quan nó lại thấp hơn. Thì đối với những cái sinh này người ta đo nọc của đấy để mình tránh phòng ngừa độc tính cho một bệnh nhân coi nó nằm trong khoảng trị liệu hay không, bởi vì nó là cái sinh phụ thuộc nồng độ, nồng độ càng cao càng tốt. Mà đo nồng độ đấy được tránh cái nồng độ này nó sẽ gây độc tính. Thì đó là một số trường hợp đặc biệt. Nhưng mà Pacolimus này thì người ta đo nồng độ đấy. Ở đây người ta chỉ cần đo nồng độ đấy thôi. Và người ta không có đo nồng độ đỉnh. Ở đây thì chỉ đo nồng độ đấy, Pacolimus chỉ đo một nồng độ thôi. Và để đảm bảo rằng cái thuốc này là thuốc chống lại ghép, đừng bao giờ cho nó nằm rơi xuống dưới đây. Rơi xuống dưới đây có thể là nó không đủ được thì mà cái sự phản ghép nó xảy ra, thì người ta đo nồng độ đấy. Và nhưng mà đo nồng độ đấy như vậy thì liệu có đảm bảo rằng cái thuốc mình có đủ xài không? Bây giờ mình biết là nó
thì đó thấy là Carolimus thứ nhất là nó có một cái sự tương quan chặt chẽ với diện tích chiếm rừng đo của trạng thái bảo tình. Có nghĩa là với dầu đấy đó mình đo nó nằm trong cái khoảng đó thì mình biết là nó có sự tương quan với tổng lượng thuốc trong cơ thể và mình đảm bảo rằng cái lượng thuốc có đủ và nó không có rơi xuống cái khoảng dưới. Thì các anh chị coi ở đây, như vậy thì có nhiều cái nghiên cứu như vậy, người ta thấy là những cái cần đo nằm ở đấy là đủ rồi, không cần đo nữa. Nằm ở đấy nó vừa đảm bảo được là thuốc nó không có rơi xuống dưới và nó cũng đảm bảo được là mình biết thuốc mình dùng đủ, bởi vì nó có cái sự tương quan giữa nồng độ đáy và cái diện tích chiếm rừng cong. Thì đây là những cái nghiên cứu về dị động học. Thì tôi lấy một cái nghiên cứu đã đăng trên cái tạp chí này cũng tương đối là lâu rồi, đã thực hiện trên 21 bệnh nhân ghép thận được chỉ định và phối hợp Carolimus và Sirtuit. Thì người ta thấy có cái liên quan rất chặt chẽ. Người ta đo ngày thứ 13 và ngày 14. Cái này các anh chị nhớ là có thống kê không? Mấy chị em rồi nhớ có thống kê không các anh chị? Có bạn nào mà một đại học chưa các anh chị? Học dần dần đây chưa? Có học. Các anh chị nào mà làm việc thống kê là nhớ là cái này không các anh chị? Cô muốn nói cái gì cô? Nhớ. Cô muốn nói cái gì cái gì? Con có số này là bao nhiêu là tốt? 99. Đấy các anh chị thấy ba cái chỗ này nè. Đấy 99 căn 2. Nó sẽ vẽ một cái đồ hình như ở đây là AUC. Ở đây là cái nồng độ đáy. Ví dụ đâu cái nồng độ đáy ở đây, cái nồng độ đáy này thì AUC ra đây. Chúng ta tính từ dị động học dùng cái bàn thời tiền nồng độ đáy này thì AUC ở đây thì mình lấy chia cái điểm lại. Nhưng mà có thể là những cái điểm này thì mình sẽ vẽ lên cái đường biểu diễn có liên quan với hai cái này. Thì có thống kê thì cái biểu diễn này nó có cái hệ số tương quan R. Thì R này nó sẽ dao động là từ trừ 1 cho tới cộng 1. Nếu như mà trừ 1 thì cái chiều nó là đi xuống, cộng 1 đi lên. Và càng gần 1 thì là nó càng cái tương quan, cái mức độ tương quan nó càng tốt. Thì bao nhiêu các anh chị thấy là bao nhiêu như vậy, bao nhiêu mình gọi là tương quan tốt nè. Ví dụ với như là những cái thử nghiệm sinh học và y sinh học như thế này trong lâm sàng. Đây các anh chị là bác sĩ có làm nghiên cứu thì các anh chị thấy con số là như vậy thì là bao nhiêu mình gọi là tốt? 70. Ở thực tế thì mà các anh chị làm ở trên về và sản xuất đó, hay là thử nghiệm á, thực là sản xuất thì các anh chị con số nó phải là rất là cao, như trên 95 hoặc là 95 trên nữa thì mới gọi là đạt ba cái lô còn. Nhưng mà với những cái này trên lâm sàng như thế này, con số mà trên không á, trên 0.8 là gọi là tương quan tốt, là mình thấy đẹp lắm rồi. Thì nó có duy trì nhiều mức, ví dụ tương quan trung bình 0.6 đến 0.8 là tương quan trung bình, không có tính ra cái này là tốt. Rồi từ 0.4 đến 0.6 là, xin lỗi, 0.6 đến 0.8 là khá, 0.8 trở lên là tốt, 0.4 đến 0.6 là trung bình. Dưới là kém, cái này là mình thống kê rồi ha. Nhưng mà đó là đối với cái dạng này, các chị thấy là ngày 3 là 0.84 mà đẹp rồi, ngày 4 là hình như là tương quan rất tốt. Vậy thì với cái nồng độ đáy thôi, mình đã xác định được là có sự tương quan tốt với AUC, mình đo được và mình khẳng định được là lượng thuốc có đủ điều trị và nó không có nằm dưới cái lượng. Các bạn chỉ cần đo nồng độ đáy. Rồi như vậy thì trên cái cơ sở này mình nhớ là đi dùng ta Carolimus, đợi cái 2-3 ngày thì từ khi bắt đầu dùng thuốc, lấy mẫu máu, lấy nồng độ đáy, có nghĩa là trước khi tiêm hoặc là trước khi uống khoảng 30 phút thì mình lấy mẫu mình đo. Đó là lấy mẫu đấy và đo. Nếu nó nằm trong khoảng trị liệu như 3 tháng đầu thì nó nằm trong khoảng từ bao nhiêu các anh chị? 5-20 đúng không? 36 tháng sau, 5-10 nằm trong khoảng đó là bao nhiêu là đạt? Mình đơn giản vậy thôi. Đó thì lấy mẫu là mẫu tốt. Tuy nhiên thì có những trường hợp đặc biệt. Nếu khi mà mình thấy là có những trường hợp thì mình có phải lấy trước khi ngay khi nó đạt trạng thái ổn định, trạng thái ổn định là bình thường rồi. Ví dụ khi là có thể là mình ban đầu khi mà mới bắt đầu chỉ định khi mà mình dùng mình ra liền ban đầu thì chắc chắn có thể là mình chắc nhận chắc chịu mình lấy trước mỗi lần mình muốn luôn chưa cần đạt đến. Hoặc là mình đang dùng bình thường mình thấy có cái dấu hiệu như là bệnh nhân sốt rồi nôn ói vân vân thì mình nghi ngờ cái dấu hiệu phải ghét.
hay là nghi ngờ cái dấu hiệu độc tính, hoặc là mình khi mình chuyển từ cái dạng bào chế này sang dạng bào chế khác, hoặc là mình thay đổi, mình chuyển từ giai đoạn này sang dạng giai đoạn khác, thì những khi mà mình thay đổi mức của cái thay đổi nào mình còn phải theo dõi lại. Vậy thì các chị khi đang dùng tim thấy là thôi bệnh nhân này xuất viện đang cho uống thì mình phải không có dùng cái liều đấy, mình phải co lại, hoặc là bệnh nhân hết giai đoạn ba sau bắt đầu chuyển bay khác nhau, mình giảm liều thì mình phải đo lại. Rồi, như vậy thì dấu hiệu nào để mình biết là dấu hiệu hại ghép? Thì các anh chị thấy nếu như ghép họng thì các anh chị thấy rõ ràng là ta cái khi mà đang buồn hút bệnh nhân có dấu hiệu ta tầm độ creatinine huyết thanh, ta huyết áp rồi phù tăng cơ sốt, hoặc là mình thấy dùng từ từ cái men huyết áp tăng lên có vô tiên tiểu vân vân, thì đó là những cái dấu hiệu hại ghép mạng. Thì khi mà mình thấy như cái này thì mình cần phải theo dõi ngay cái nồng độ đo là nồng độ thuốc trong máu, thử xem là cái nồng độ thuốc của mình nó có đủ hay chưa. Hoặc là bệnh nhân ghép gan thì mình thấy những cái biểu hiện như là tăng bilirubin huyết, vàng da, tăng men gan chẳng hạn, hay là ghép tim thì có những cái biểu hiện bất thường trên tim như suy tim, loạn nhịp thoát, sơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim vân vân. Thì những cái trường hợp này có những điều bất thường thì cũng phải đo lại nồng độ thuốc của mình xem thử là nó có đủ nằm trong khoảng tiêu chuẩn hay chưa. Rồi, ở đây là cũng lý do đối với sau khi mình có kết quả rồi thì mình có kết quả rồi, bây giờ nếu như nó nằm trong khoảng trị liệu thì tốt rồi, không có gì hết. Nhưng mà cái kết quả của mình nó thấp hơn hoặc là nó cao hơn nó khoảng trị liệu, mình tính liền như thế nào? Thì như tôi nói lúc nãy, tôi luận cái bài này đi kèm cái bài là bài xương, bởi vì cái này nó rất là đơn giản, có nghĩa là mình không có mấy công thức gì hết, tính là mình bắt đầu xuống không thường thôi. Nhưng mà có những cái bài ví dụ như là bình thường rồi, nhưng mà khi mà cái nồng độ thuốc nó cao hơn cái khoảng mong muốn hay là nó thiếu cái mong muốn, các chị phải chỉnh liền đó, có chỉnh liền rồi mới bắt đầu xuống bình thường. Mà có công thức, có những cái quán đồ thì nó rất là chặt chẽ, ví dụ như là không phải là trên liều 20% nó chỉ giảm liều lại thôi đâu, không phải là trên nồng độ trên 20% mà mình giảm liều đúng 20%, mà sẽ tính coi cái công thức khác dựa vào từng đơn thứ hoặc là làm hết cho chị ha, hoặc là dưới chúng ta không phải là đạt đúng cho tỷ lệ cái nồng độ thuốc thấp mà mình sẽ có những công thức. Thì rất là nhiều thuốc phải làm như vậy, nhưng mà ba Hollywood thì nó không có cái công thức nào mà để hiệu chỉnh liều cả, là thông thường là tính theo kiểu như là nồng độ nó tăng bao nhiêu thì mình tăng liều bao nhiêu, nồng độ giảm bao nhiêu giảm liều bao nhiêu, thì nó rất là đơn giản. Rồi bên cạnh học trò thở đau được thì việc chỉnh hiệu chỉnh liều căn cứ vào nhiều yếu tố khác, thì mình phải kiểm tra thêm cái xét nghiệm sinh hóa, cái năng gan, cái năng động v.v. để mình đánh giá đồng thời cùng một lúc. Và đối với cái nồng độ thuốc này thì gần như là không có công thức chuẩn nào mà quy định cả. Thì có một số phương pháp để giúp hiệu chỉnh liều. Thứ nhất là cái cách người ta cần như là chỉ áp dụng cách đầu tiên, đó là thay đổi liều dùng theo tỷ lệ thay đổi nồng độ. Giả định là có gì là một tiên tính, có nghĩa là tôi nói đó, khi nồng độ thuốc nằm trong khoảng liều nó hơn 30%, mình giảm liều 30%, hoặc là dưới 30% thì mình tăng liều 30%. Theo cái đó. Cách thứ hai là mình đo nhiều thứ, từng cái đo nhiều nồng độ thuốc, xác định từng cái AOC, sau đó mới tính lại từng cái thông số nhiều độ mọc. Thì cái cách này nó phức tạp hơn. Và cái cách thứ ba là nó có cái chương trình nhiều độ mọc bây giờ xem, thì cái này nó đi sâu về thống kê cái chương trình chuyên nhiều độ mọc, tính toán những trường hợp phức tạp, có nghĩa là khi mà mình dùng cái tính mà khi nó đọc suốt bình thường mình tính không được, mình tính ra mình thấy vẫn không ổn, tính liền ra mỗi liền lại đo lại nồng độ thấy nó không đâu từ đâu hết, thì nó có những cái phần mềm riêng chuyên biệt riêng, lúc đó nó sẽ đánh giá vào rất là nhiều cái thông số cân nặng cơ thể rồi huyết áp rồi nghe xin lỗi là về chức năng thận, chức năng gan rồi đủ thứ thứ trong đó, cũng dựa vào đó nó có phần mềm có tính riêng. Thì đây là những trường hợp rất đặc biệt. Thì hiện giờ ở các bệnh viện của mình thì các anh chị thấy là có thể dùng cách đầu tiên, các chị đang làm cách đơn giản nhất thôi. Rồi như vậy thì mình sắp hết rồi, không phải cái tình huống nữa là xong. Như vậy thì tôi lấy cái tình huống này, tình huống đầu tiên là tôi lấy trong sách dịch ra, hai tình huống sau thì tôi lấy hai cái tình huống thật ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tình huống đầu tiên đó là bệnh nhân nam 50 tuổi, 75kg, đang được ghép thận và được chỉ định cho Hollywood 5 mg 2 lần một ngày uống. Chức năng gan bình thường, nồng độ thuốc đo được ở trạng thái ổn định là 24 nanogram trên ml. Trời, câu đầu tiên sau khi dùng thuốc bao lâu thì sẽ đã thấy ổn
và có thể đo rằng độ tăng của virus ở trạng thái ổn định. Bao lâu các anh chị? Đó, lấy liền. Không, cái này, cái bất thường thôi. Cái bình thường, cái lý thuyết thôi nè. Bao lâu các anh chị? Thời gian của cái đó là 12 giờ. Nó quỷ 12 giờ, gấp 40 lần. Sau bao lâu thì mình có thể lấy được? 2 ngày cô. 2 đến 3 ngày. Rồi câu thứ hai, cái đầu tiên thì mình nói nãy giờ rồi. Bây giờ mình thấy cái đó cao hơn cái khoảng mà mình đề bình thường là 5-20 đúng không anh chị? Mình cũng đưa nó về là 15, tầm độ của nó là 15 nanogram trên một lít. Các chị giảm liều như thế nào? Tính liều, các chị đổi liều mới là bao nhiêu? 5-4 hả? 4 cô. 4 là một lần là 4mg một ngày hay là 4mg nhân 2? 4mg nhân 2. 4mg nhân 2, có nghĩa là bây giờ mình đang tăng nhân 2, mình phải là 4 nhân 2. Các anh chị nào có cùng kết quả với bạn là không anh chị? Câu trả lời là một bạn, bạn mình nói là 4mg nhân 2, bây giờ ngày là 5mg nè. Giờ chữ là 4mg, các bạn đồng ý không? Giảm xuống nữa cũng được. Từ 24 xuống 15. Với cái liều là 5mg trên 2 thì cái nồng độ là 24, có nghĩa là 10mg một ngày, nồng độ nó sẽ là 24. Như vậy mình muốn nồng độ đó là 15, như vậy liều mình bản thân mình tính ra được là 8mg một ngày. Ủa không phải đó. Các chị đồng ý không nè? Hình như là mình tính hơi nhầm tí rồi. Rồi bạn tính bao nhiêu? 6-25mg một ngày. Các bạn đã thấy cùng kịch cả hai kết quả, thứ nhất là 8 ngày, 6-25. Chọn 6.5. 6.5. Nguyên tắc tập suất bình thường cho chị ha. Cái này là điều mới. Vì cái đồng độ mà tính nguyên tắc tập suất theo cái liều cũ thôi, cho trong kem chi chéo ra sẽ ra khoảng là 6-3mg một ngày. Như vậy thì mình lấy mình nhân 2 nha. Thì mình là có thể là 3mg nhân 2 lần, hoặc là 6mg một lần một ngày, thì hai cách dùng nó đều được hết. Tại vì cái thời gian sinh một phần hai của nó là tới 12 giờ. Thật ra có thể sử dụng một lần một ngày hoặc là chia hai, tùy theo cái chức năng thận của bệnh nhân. Cái này rất là đơn giản, như tôi nói cái này rất là dễ, thông thường rồi mình làm cách này. Trời ơi, cái này mình lên ngày cái này mình sẽ tiến hành cái việc hộp sổ này cũng không lên ngày nha. Rồi, có cái gì lớn lớn ở đây không các anh chị? Rất là đơn giản ha, thì mình nhớ là cái khoảng liều của mình là từ 5-20. Ở đây có 24 thì mình nhìn rõ 10 là nó cao hơn rồi. Mình cần phải đưa nó về trong cái khoảng này. Thì ở đây chúng ta muốn luôn là 15 luôn, không có cần. Không có cho con số thì mình muốn 15, thì mình bình tĩnh vì các con số mình sẽ ra cái liều là 6mg. Tổng lịch là 3mg nhân 2. Như vậy thì khi mà các anh chị nhớ là các anh chị đổi cho bệnh nhân, mình sẽ đổi qua cái liều này. Và khi đổi xong rồi, đo lại. Có thể là đo tự, ví dụ mình thấy có yên tâm mình đo ngay. Hoặc là mình đợi 5 lần, thời gian có thể 2-3 ngày sau khi mình đổi liều thì mình lấy máu mình đo lại coi nó có vòng vòng quanh 15 hay không. Nếu nó vòng vòng quanh 15 quá tốt. Còn nếu nó thấp hơn hoặc là nó cao hơn, lúc đó là mình chuyển tiếp. Thì lúc đó là mình chuyển tiếp, như vậy là đi ra coi. Đây là như vậy, nó có cao hơn hóa là mình không có làm mình xong mình đo, mình xong mình đo. Cho nên bỏ qua để mình chỉnh liền. Chứ còn nếu như cái liều này mà nó ra ngay đẹp thì đâu thì rất là thì không có phải chuyện nói như vậy. Mình xong rồi mình phải đo lại để mình đảm bảo là cái công thức của mình tính như vậy thì nó ra có đúng hay không. Thì lý tưởng nhất nó ra đúng như vậy, nhưng mà có những cái trường hợp là nó sẽ nó đi ra cái con số gì đó nó đo lại nó không có giống như mình tính. Thì lúc đó là mình lại phải chỉnh liều nữa. Và thường mình thấy những cái trường hợp đó nó chỉnh nó hoàn toàn là họ ẩn á, rồi mình tăng trong cái giới hạn cho phép thôi, có nghĩa là mình nhắc tí nhắc tí. Thì có những cái trường hợp các anh chị học cái tới học bài cô mai vàng nó khoảng độ tùm lum hết rồi, nó tính ví dụ như là mỗi lần cộng trừ cho chia lên. Nhưng mà cái quan trọng là nó là vẫn là thua cái trường hợp các anh chị đo tính như vậy, và xong rồi các anh chị phải đo và nhắc lại. Chứ còn một quán gì đủ thứ nó vẫn không có tính chính xác cả, đủ cái công thức hết cho anh chị. Ở đây thì chỉ là những cái học trước đơn giản thôi, có những cái đủ thứ công thức rồi mà xong
là 13 nanogram trên một lít. Được không các chị? Nó có lẽ ổn không? Được. Ổn không? Nằm trong cái khoảng là chỉ còn 4 ban đầu. Và sau đó thì bệnh nhân được đo nồng độ tập glucose hàng tháng trong mỗi lần mấy tháng. Nồng độ đo được từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 9 năm 2013 dao động trong khoảng từ 11 đến 13. Quá đẹp các chị ha. Ngày trong 6 ban đầu cái nồng độ rất là ổn. Thì tháng 10 năm 2013 có nghĩa là bắt đầu qua cái giai đoạn thứ hai. Bác sĩ quyết định giảm liều cho bệnh nhân. Và bệnh nhân được chỉ định với liều là nửa liều ban đầu, tức là 2.5mg trên 2 lần một ngày. Và bác sĩ mong muốn là đo cái nồng độ nó sẽ nằm trong cái khoảng là từ 5 đến 10 và 4 đến 8 cái giai đoạn sau. Nếu chỉ định liều nó giảm một nửa thì mình cũng mong nó rơi vào cái khoảng đó. Và cũng tôi cũng theo cái những trường hợp này rất là chuẩn, có nghĩa là sau 3 ngày sau khi chỉnh liều thì bệnh nhân này đo lại là nồng độ glucose đúng theo cái khoảng mà nó rơi vào cái trạng thái ổn định rồi đó. Thì kết quả đo được là 5 nanogram trên ml rất là đẹp, nhưng mà đúng hoàn toàn đúng như là những cái tính toán là bệnh nhân khỏe, không có dấu hiệu tất cả là lỗi chức năng gan thận, không có dấu hiệu phản ứng cấp, và do đó là cái liều này vẫn duy trì. Và hàng tháng tái khám là tái khám mỗi lần đo lại thì đây là một tình huống thật, lấy là cái tình huống thật. Như vậy thì đây là một tình huống rất là chuẩn. Mình thấy ban đầu cô ghé rồi đến thấy trạng thái ổn định, đo nồng độ liều ổn và mỗi tháng để đo, mỗi tháng để đo. Khi mà giảm liều là đợi đến trạng thái ổn định, có nghĩa là ba ngày sau giảm liều đo lại và nó ổn rồi thì cứ mỗi tháng mà duy trì mình đo. Và con số nó rất là nằm trong cái khoảng kỳ liệu rất là đẹp. Và tình huống cuối cùng đó là bệnh nhân nam 36 tuổi cũng là tình huống thật. Tuy nhiên thì tôi lấy thông tin mới được con đổ ở phía sau thì nó là hồ sơ nó lại luôn rồi, mình ra lấy con đổ hồ sơ bắt đầu thôi. Là bệnh nhân nam 36 tuổi ghép thận trái, tôi bị cho là người anh ruột, và sau khi ghép thì cũng chỉ định tacrolimus là liều 5mg cho 2 lần một ngày uống. Thì sau khi uống thuốc 2 ngày bệnh nhân có dấu hiệu sốt, phù, mệt mỏi, và cái xét nghiệm creatinine huyết thanh thì nó là tăng lên 2.8mg/dL, nó tăng khá cao các chị ha. Như vậy thì cái trường hợp này thì bác sĩ thấy cái này chức năng thận thì nghi ngờ là cái dấu hiệu của thận ghép cấp, và đo lại lấy mẫu máu làm sinh lý và đồng thời lấy mẫu máu đo tầm độ, và kết quả đo được là có 3.5mg/dL thôi. Như vậy các chị thấy rõ ràng là nó thấp hẳn xuống ngoài cái khoảng trị liệu mà có biểu hiện thận ghép. Thì bệnh nhân được tăng lên để bị tăng liều lên theo các chị, là cái bệnh nhân này thì mình các chị cần tăng là bao nhiêu theo các chị? 5, cái này nó 3.5 mà như vậy thì cái liều là 5mg nhưng 2 lần một ngày, cái chị lấy cũng ghép họng. Cái bà kia thì cũng liều này đo được là mười mấy, và anh này cũng ghép họng trẻ hơn, đo có 3 cái máy thôi, tăng người gấp đôi cô 10 rồi, các chị cũng tăng liều được 10. Như vậy các chị nghĩ liều mình sẽ dùng liều bao nhiêu? Nếu như muốn đồng độ cái này là 1mg trên 2 đúng không? Các bạn muốn là 1mg trên 2 thì để mong từ cái này nó khoảng 7. Nếu như mà tính được như các con số đó thì mình nghĩ là nếu như mình tăng liều gấp đôi thì cái nồng độ này nó sẽ là khoảng 7 nanogram trên lít. Thì ở đây nhưng mà tăng cái liều mà tự luôn cái ba cấp độ thì cũng hơi là nguy hiểm, hơi mạnh tay. Thành ra trong trường hợp này thực tế thì bác sĩ tăng lên là 7.5mg trên 2 trước, có nghĩa là tăng gấp rưỡi. Thì và hy vọng là nó phải gấp 5 thôi, tăng mức từ từ chắc nhất thôi. Và đồng thời phối hợp với nhân sự thì sau đó thì đo lại thì biết cái nồng độ đo lại thì tôi không có ghi nhận được cái hồ sơ cái trường hợp này. Nhưng mà cho các chị thấy là đây là cái cách người ta hiểu chỉnh liều, có nghĩa là tăng từ từ và mỗi lần thay đổi là mỗi lần đo nồng độ trong máu. Và người ta tăng thì mặc dù mình thấy nó tăng gấp đôi thì tưởng là cũng chẳng có, nó vẫn cứ nằm một cái tuổi thấp thôi, dưới hạn thấp cái khoảng đó. Nhưng mà để mà tăng cái mức đặc biệt cái cấp độ thì người ta không dám, cũng nhắc nhắc một chút để là tăng gấp rưỡi chứ để bước đầu. Thì đó là một số cái ví dụ thôi ạ. Thì cái đây là một cái trường hợp, một cái thuốc mà mình còn theo dõi là một thuốc trong trị liệu. Như vậy thì bài mình kết thúc sớm và định kết gì ha. Thì nhớ là dụ cho tôi là lý do, bốn lý do tại sao lại đo với cái theo dõi nồng độ glucose trong trị liệu. Lấy mẫu như thế cần kiểm tra lấy mẫu thời điểm nào, và cái giới hạn trị liệu đó là bao nhiêu. Bệnh nhân đang trong thời gian điều trị mà có kèm theo những cái thuốc phối hợp
ngoài cái thú mà muốn là xem xét thì nó có ảnh hưởng đến cái hỗn hóa hay không? Khả năng nó có tương tác hay không, ví dụ như là những cái thuốc nó có khả năng tương tác hay cũng đồng đồng thì mình phải xem nó có khả năng tương tác hay không. Còn cái vấn đề là người ta đặt ra, ví dụ như là dùng 3 thuốc chống thay ghép của thuốc hay giờ 2 thuốc, ví dụ như là cái thuốc này cộng pico với đó chẳng hạn, thì người ta đặt vấn đề là cái này nó chưa đủ, nhưng mà hai cái kết hợp đủ, hai cái kết hợp thì nó có cái hiệu lực mà cộng hợp đấy, là nó tương tác cộng hợp nó sẽ được như vậy, cái đồng hợp có thể không đủ nhưng mà cả hai cái thì được. Nhưng mà thực ra thì trong cái này khi mà dùng 2 dùng 3 cái cộng thì người ta theo dõi từng thứ một để cho đảm bảo chứ không có cái này dưới đồng hồ kia, cái kia nó lại kéo lên, không có, không theo dõi. Và nếu như cái khả năng tương tác thuốc mình thấy những cái thuốc mà cái khả năng tương tác trong lâm sàng là nó có và lưu ý đấy rồi, và cái khả năng cái tương tác hay cái gì bệnh họ và cái thuốc tương tác thuốc nó tùy mức độ. Ví dụ như là ấy cái phần này cần nói chút xíu mà tại vì giờ các chị chưa có học và tương tác thực tập và tương tác thuốc, nhưng mà tương tác thuốc nó sẽ có nhiều mức độ khác nhau. Ví dụ mình biết năm cái thuốc này, 10 thuốc này nó có khả năng tương tác làm tăng hoặc giảm mật độ, mà tăng thì tăng cái mức nào, giảm thì cái mức nào, thì nó sẽ có cái mức độ tương tác này đi ra. Ví dụ như thuốc tăng, mức độ tương tác là cao nhất là nguy hiểm nhất, thông thường là không sử dụng với hợp. Cái mức độ tương tác mật độ theo dõi mật độ thì cũng tùy những mức độ. Các anh chị thấy là có những cái là tăng mật độ thì phải tăng từ 20%, 30% thì chúng ta không còn xác định nữa. Nhưng mà có những thuốc nó tương tác lại rất là mạnh, nó tương tác là tăng hoặc giảm độ rất là nhiều, tăng hoặc giảm độ lên 80% hoặc là 100%, 200%, những trường hợp đó là mình phải theo dõi độ, thì nó sẽ có những cái khuyến cáo rõ ràng hết. Như vậy thì đối với những cái trường hợp mà có tương tác thuốc và có ghi thì mình nên theo dõi, mình biết trước đây nữa, thì nếu được thì có điều kiện thì mình cũng lấy độ mà theo dõi đồng thời khi dùng chung những thuốc có tương tác để xem là nó đang hữu gì hay không. Nhưng mà cái tương tác cũng nhiều mức độ lắm, các chị ha, tương tác đó những cái thuốc mà các chị thấy hai thuốc dùng chung nó là tăng từ thuốc kia mà nó tăng từ 15-20% thôi, thì như vậy mình cũng thấy có cái đáng kể. Và có những cái thuốc từ cái ví dụ như là cái Ketoprazil và cái thuốc tiêu cái trị đái tháo đường, cái nhóm là Dapagliflozin chẳng hạn, nó tăng cái này nó lên tăng toàn bộ của cái thuốc đái tháo đường 8 lần, nhưng mà phối hợp chung với cái thuốc Ketoprazil là cái thuốc hạ huyết huyết đó, thì như vậy cùng cùng cái hai cái thuốc nó phối hợp cùng một cái là nó tăng gấp 8 lần, và như là từ huyết hạ xuống thuốc luôn. Thì cái tiếp tục xét đặc biệt như vậy thì mình bắt buộc là cái theo dõi đồng bộ và có đến lúc quá sức thì mình ngưng luôn, không phối hợp thuốc. Bộ tăng thuốc khó chịu rồi, như vậy thì mình có cái thắc mắc gì là cái này không để cho sạch. Thì các anh chị cứ coi lại bài ha, thì nếu như còn có vấn đề gì các kể và các anh chị có thể học trực tiếp từ học từ trong quá trình mà mình học bài lại, đọc lại, có vấn đề gì thắc mắc thì có thể cho mình trao đổi trực tiếp. Email điện thoại của cô, Facebook có lớp trưởng có rồi. Lớp trưởng có rồi, cái gì các bạn cũng là lớp trưởng nha. Thì có rồi, Facebook thì chắc chắn là không có trao đổi về học hành qua Facebook rồi, là mình cũng rất là hạn chế sử dụng, thì ra các bạn có trao đổi thì qua email thôi. Rồi như vậy thì nếu như có gì thì các bạn email ha. Chắc là mình nghỉ sớm, mình nghỉ ở đây. Đồ cái này đẹp quá à.